Yes. Chúng ta đến với trận đấu thứ 3 của trận đấu thứ 2 rồi. Milan là của màu 1. Milan Greg. Đội bạn là gì nhỉ? Milan Greg. Min Greg, yes. Đội bạn là Min Per. Không phải. Yes. Min Per là về quân của bên mình. Còn Min Greg là của đội bạn. Một pha xoay nhầm đến tôi. Chúng tôi đã chuyển sang kênh FPT. Không biết là mọi người xem có biên giật được không? Tại Per vẫn chưa tìm thấy đồ gì để nùa về cả. Đâu đâu đâu. Đây rồi. Không, dường như là thiếu phụ thôi. Cần phải dò thêm một chút nữa. Chúng ta cùng đến với bài của chim vậy. Chim cầm Min Wan ở phía 1 giờ. Chúng ta cũng đến với màn hình máy pơ của U97 Club. Không biết là anh đã lùa được gì về nhà chưa? Hay là đây anh phải đóng ít ăn hiêu đầu? Đúng rồi, anh chắc là anh nói lùa trước một con hiêu về. Bài này dường như rapper là không được mắc binh cho lắm. Màu 8. Như bên cạnh của U97 là Min Wan. Game thủ cầm màu 8 là Trường Văn Thầu. Đóng E. Một pha đóng E rút dân của game thủ Trường Văn Thầu. Dân kìa, dân chơi kìa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng, có bạn hỏi sửa tỷ số đi. Vâng, tôi xin lỗi bạn, tôi sửa tỷ số. Và rất xin lỗi bạn, tôi quên mất không sửa tỷ số. Tôi xin cập nhật lại tỷ số C1 đang là 3-1 nghiêng về hai game thủ chúng ta. C2 thì đây là trận đấu thứ 3 thôi. Hai trận đấu trước thì đang là 1-1 nghiêng về hai bên. Rất xin lỗi bạn. Chúng ta cùng đến với màn hình của chuyên mệnh. Và 125 dân. Lại là một bãi có phụ. Nếu hết bầy hiệu này thì anh đi qua phụ thì là bài này là rất khỏe, không cần tốn gỗ để đây lại một voi rất đỏ. Dường như có một cái hốc ăn vàng khá đẹp. Vâng, tại địa điểm thi đấu thì cũng đang có các game thủ của team Thái Bình đang thi đấu, nên là bình luận viên không dám nói to, sợ ảnh hưởng đến các game thủ bên cạnh, nên mọi người rất thông cảm. Và tôi cũng là người đầu tiên, lần đầu tiên được bình luận, nên có gì sai sót thì mong mọi người bỏ qua và thông cảm. Một bài đánh thẳng cung A thì tôi chuyên vậy, nhưng mà bài khá trống. Chúng ta đến với màn hình của Pushback Club. Đây. Vâng, anh dường như rất khỏe, anh đang đi vào màu 2. Anh đang đi rất rất là may mắn, có phù. Phù được không? Không, rất đỏ, rất may mắn cho U97. Chỉ mô 2 đang vào nhà của U97. Và phải khá nhanh, bo lại đúng không? Rất đông lạc đà đến từ màu 5 của U97 Club. Anh vừa chém chiều cánh cho chuyên mệnh, bây giờ anh đang không, màu 8 dường như cũng lên cung A. Đúng rồi, đi vào bãi vàng này. Không biết là màu 8 có vàng ở trong không. Nếu mà không có vàng ở trong thì tươi. Thank you.
Ta đi về bài chuyên bệnh thôi. Hiện tại anh đang tham 31.48. Vừa mình lên công an 2 ảo xong, chắc là bị đi khá rác. Đây cũng có hai lạc đà của U97 thủ nhà cho chuyên bệnh. Rồi dường như là màu lăm của U97 đang có một, đúng không? Chúng ta cũng đến với màn hình của U97. Không, anh mất nhà rồi. Màu 8 đẩy thẳng, màu 8 cầm Miluan đẩy thẳng sang nhà của U97. Mất nhà rồi. Nhưng mà vẫn có một số lượng lạc đà khá to. Person mà bị chém như này thì chạy làm sao được. Dường như là anh chỉ còn vài đơn vị chém này thôi. Lạc đà khá đông nhưng mà dân thì cũng chỉ còn ít thôi. Liên tục nữa. Pha soi thăm na nhưng mà tôi vẫn không nhìn rõ lắm. Chúng ta cũng đến với màn hình của máy chuyên bệnh. Đã anh đang tham đang là 53 rồi. Nhưng mà nhà rất trống. Nếu mà có một pha úp nhà thì rất là khó đỡ. Nhà này cũng chỉ là được bo từ những hàng E thôi, không có rừng bao quanh. Có mỗi một rừng già từ phía 12 giờ đưa xuống. Đấy, tăng à. Dường như là bây giờ chỉ còn màu 1 và màu 8 to thôi. Cả hai màu đều cầm mi loan và cũng đã đều lên công an. Không biết là mi loan của phía bên nào sẽ giành chiến thắng ở trận đấu này đây. Tham vẫn dường như là chỉ cân thôi. Đây có một pha móc máy từ màu 2 về. Rất tốt, à, không được. Không được. Pha kích 4. Pha bóng máy. Nhưng mà ở game thủ chuyên mệnh đã bo kín ở phía từ 3 giờ lên rồi. Nên là những đơn vị chém của xi măng cũng rất khó có thể móc máy được. Không phải hết lại. Đơn vị mất bãi ruộng này. Rồi, tươi rồi. Dường như ba con chém của game thủ xi măng sẽ nằm xuống. Màu 8 công lên rồi. Game thủ chuyên mệnh có để ý không? Hay là chỉ những đơn vị quân nhỏ đi dò nhà thôi?
chúng ta đến với màn hình của U97. Dân thì ra rất lưu tiêu, chỉ còn một số lượng lạc đà và chế mê thôi. Được. Lên 4 rồi, ta đến với màn hình của chú bệnh. Không thấy màu 8 của game thủ từ màn thầu đi quân, chắc là anh cũng đang trong thời gian lên 4. Đây rồi, tôi vừa nhắc tới xong thì anh cũng đã đi tới nhà của game thủ chú bệnh. Không biết là số lượng quân có đông không. Gì sai rồi. Rất hay đến từ game thủ chú bệnh. Dường như...